Những ngày qua, thông tin Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long có công văn gửi Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Long Hồ, Phòng Quản lý đô thị thành phố Vĩnh Long và Ủy ban nhân dân phường 1 thông báo việc chấm dứt hoạt động bến khách ngang sông An Bình, phường 1 thành phố Vĩnh Long được đăng tải trên một số báo điện tử và mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Thực tế sự việc này như thế nào? Phóng viên truyền hình Vĩnh Long đã có cuộc phỏng vấn ông Đặng Minh Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long vừa ra văn bản về việc chấm dứt hoạt động của bến khách ngang sông An Bình tại phường 1 thành phố Vĩnh Long. Thì thông tin này đang được dư luận rất là quan tâm. Vậy thì xin ông cho biết là nguyên nhân vì sao là phải chấm dứt hoạt động của bến khách này? Bến khách ngang sông An Bình là gồm là có hai bờ, một bờ là ở bên thành phố Vĩnh Long, là một bờ là ở bên bốn xã Cổ Loan của huyện Long Hồ. Là cái bến này thì được là tỉnh là giao cho Ủy ban nhân huyện Long Hồ là quản lý rồi khai thác rồi thu phí. Sau khi thì Ủy ban nhân thành phố nhận được cái quyết định của Ủy ban nhân tỉnh là ban bố về cái tình huống là khẩn cấp, là nguy cơ sạt lở cao ở cái khu vực bờ kè phường 1. Cái bến khách ngang sông An Bình thì nó nằm trong cái khu vực sạt lở là đã được là cảnh báo. Cho nên thì căn cứ vào cái quyết định của Ủy ban tỉnh thì Ủy ban phố là thông báo cho là coi như là Ủy ban nhân huyện Long Hồ là thông qua Phòng Kinh tế Hạ tầng là để có cái kế hoạch rồi có cái sắp xếp để mà di dời cái bến này để cho nó đảm bảo cái an toàn cho tính mạng của con người cũng như là tài sản. Như vậy thì thời gian cụ thể để chấm dứt hoạt động của bến khách ngang sông An Bình là khi nào thưa ông? Bến khách ngang sông An Bình đó thì này là do Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ quản lý. Thành phố Vĩnh Long là chỉ thông báo là cho Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ biết là tình trạng là nguy cơ là sạt lở cao. Còn việc là di dời rồi khi nào mà di dời và chấm dứt hoạt động là do Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ quyết định, hoặc là có thể là xin ý kiến của Ủy ban tỉnh để cho chủ trương quyết định vấn đề này. Thưa ông, bến khách ngang sông An Bình là một trong những cái đầu mối quan trọng để người dân giao thương đi lại giữa thành phố Vĩnh Long và bốn xã Cù Lao thuộc huyện Long Hồ. Như vậy mà khi chấm dứt hoạt động của bến khách ngang sông An Bình thì vấn đề mà này sẽ được giải quyết như thế nào thưa ông? Khi mà chấm dứt cái bến này thì huyện Long Hồ sở tham kiến nghị huyện tỉnh để mà có cái đầu tư cái bến mới. Thì cái bến mới thì ở bên phía bên thành phố Vĩnh Long thì đã có cái quy hoạch ở bên phường 5 thì này đã được duyệt. Thì cái này thì là kiến nghị với sở thông để xin Ủy ban tỉnh để sớm để mà đầu tư cái bến này. Xin chân thành cảm ơn ông. Vâng, thưa quý vị, như vậy là cho đến thời điểm này thì chưa có quyết định nào của cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt hoạt động của bến phà An Bình. Công văn của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long chỉ mang tính thông báo cho đơn vị quản lý để có kế hoạch sắp xếp di dời bến phà này đảm bảo an toàn. Do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã có quyết định công bố tình huống khẩn cấp có nguy cơ sụt lún sạt lở bờ sông Cổ Chiên và sông Long Hồ, đoạn từ bến phà An Bình đến giáp tuyến kè sông Long Hồ.